Dạ, em chào chị Chi và anh Tuân ạ. Em chào tên là Trần Thiên Âu. Hiện tại là em đang ở Đồng Nai ạ. Đồng Nai, còn em? Dạ, em chào anh chị ạ và khán giả xem đài. Em tên là Mai và em hiện tại ở Gia Lai ạ. Trước cái lúc đó là em đã có cái suy nghĩ là bây giờ về không có được quen nữa, hay là mình có nên nhảy xuống phà cắt lái không? Tại lúc đó là hai đứa đang trên phà luôn. Em buồn tới cái mức độ mà em suy nghĩ là nhảy phà luôn á. Em buồn lắm. Chờ hai người ở xa vậy mà em à. Sao mình biết được nhau? Dạ là tại vì hồi lúc là em có làm bên Bigo á. Nên là bạn tình cờ bạn vô xem live thì bạn thấy em. Nên là tụi em quen ngay cái lúc đó luôn. Ủa là Mai là người tán tỉnh Âu trước? Dạ đúng rồi. Cái lúc đó là em đang hát thì bạn đã vô. Hồi đấy em để tóc dài á, nên là bạn gọi em là chị. Bạn nói là chị ơi, nhà chị có bán rượu không? Mà nói chuyện với chị sao em say thế. Thì tự nhiên em nghe giống như là bị ấn tượng á. Em cũng có để ý tới cái nick của bạn. Bạn đã chờ em vừa mới off một phát đã bắt đầu bạn nhắn tin cho em rồi. Rồi Mai ơi, em á, cái ngoại hình của em rất nữ tính như vậy á, thì trước đến giờ em có quen con trai không? Dạ từ hồi trước đến giờ em chỉ quen con trai thôi. Và bạn này là bạn nữ đầu tiên em quen. À vậy đó hả? Dạ. Là ngày đó giờ em có mấy mối tình trai rồi? Dạ khoảng 3 người, không quen dài lâu ạ. Em chỉ quen khoảng 1 đến 2 tháng thì tụi em chia tay. Sao vậy em? Quen tụi em cảm thấy không hợp với anh chị. Em là người đòi chia tay hả? Cũng có người đòi chia tay em, cũng có người em chia tay. Anh chỉ thắc mắc thôi nha. Có khi nào em thấy là em quen 3 người bạn trai không có kết quả gì hết, nên em muốn thử không? Dạ không, lúc mà đang thấy bạn này thì lúc đó em đã chia tay những người kia rất là lâu rồi. Và tình cờ thì nhìn thấy bạn này tự nhiên có cảm giác rung động. Mà rung động về cái gì? Giọng hát hả? Hay là sao? Hay là cách nói chuyện? Dạ lúc đầu chắc là nhìn thấy bạn ấy hát hay á. Rồi nói chuyện cũng dễ thương. Em cũng không biết tại sao kiểu như là bị sét đánh á. Sét ai tình đúng không? Dạ đúng. Ủa rồi hai bạn quen nhau được bao lâu rồi hả? Dạ hôm qua là tròn 1 năm 4 tháng ạ. Âu ơi, dạ. Là từ hồi bé đó là cái ngoại hình nó đã như thế này rồi hay dạ sao? Không phải, em là hồi bé là em bình thường, mọi thứ đều bình thường cả. Là vẫn để tóc dài. Dạ đúng rồi, vẫn để tóc dài, mọi thứ đều bình thường. Nhưng mà em lại hay thích chơi những cái trò con trai như là bắn bi. Lúc nào cũng muốn thể hiện mình có sức khỏe này kia các thứ. Dạ em luôn thể hiện. Khi mà em lớn lên lúc đó em mới thay đổi thôi. Từ bao giờ, từ bao nhiêu tuổi em nhớ không? Năm cấp 2 là em có thích một bạn. Cũng không biết là đấy là cái tình cảm gì mà em thấy nó đặc biệt đó. Em nghĩ là đó là thích đó. Hầu hết chị em thấy là ở tuổi dậy thì là mấy bạn bắt đầu dần dần xác định được con người thật của mình đó. Thường là cấp 2, lớp 7, lớp 8 gì đó. Dạ. Vô tình thì có một người nói với chị gái của em. Em gái của mày á, giống như là nó bị đồng tình luyến ái. Thì em nghe cái từ đấy em cảm thấy sợ lắm. Em cứ bắt bản thân mình là không được như vậy. Rồi em cũng cố em thích con trai, rồi em cũng cố em quen con trai. Vẫn có tình thương với một đúng con rồi, trai nhưng mà nó không có được sâu đậm. Đúng rồi. Cũng kéo dài được cả 2 năm á. Trong một thời gian đó thì hai người kiểu là mình có những cái cử chỉ nào thể hiện cảm xúc mà sâu đậm một tí không? Nắm chung, tay hôn nhau. À dạ đó thì có, nhưng mà cái cảm giác thì nó ít lắm. Khi mà bắt đầu với một người con gái đầu tiên á thì lúc đó em mới biết là cái cảm giác nó thật sự khác xa nhau. Dạ. Là tại trong 2 năm với người con trai đó là em cố gắng rất nhiều đúng không? Giống mình cứ bắt bản thân mình phải như vậy. Em vẫn muốn luôn nhưng mà không thể nào được. Em tại cái giới tính mình là bẩm sinh. Dạ đúng rồi. Ở trong người mình chưa có phát hiện ra được nó thế. Đến lúc nào mình chín mùi rồi mình phát hiện ra nó, chứ nó đâu phải là tự nhiên có đâu. Có dạ. Nhiều người em thấy là kiểu như là gia đình hay bảo là nó nam tính lắm nhưng mà do chơi với mấy người như vậy nên nó thành như vậy. Không phải, thật ra thì người ta có như vậy rồi nhưng mà người ta chưa có cái môi trường để người ta thể hiện ra hoặc là người ta chưa dám thôi. Chứ thật ra thì chẳng có cái gì gọi là lây lan hay nhiều khi em thấy ở dưới đó người ta hay có cái suy nghĩ giống như là chơi là bị lây. Em sợ suy nghĩ đó lắm, nhiều khi không ai dám chơi với mình luôn á. Thời điểm nào em quyết định công khai giới tính của mình với lại bố mẹ? Em là không phải là em quyết định công khai mà là vô tình nhà em biết, nhà em bắt gặp. Cái lúc là cái lúc em đang quen cái người trước bạn Mai. Gia đình em thấy hay dẫn bạn ấy về nhà chơi á. Chị của em là cái người hỏi em là tụi mày có gì không? Có gì với nhau không? Giống như là được cơ hội thì em mới nói thật luôn. Dạ, vâng. Nhà em là biết từ cái lúc đó luôn á. Còn em mới cắt tóc thì em mới cắt tóc đây thôi. Anh chỉ thắc mắc là vì sao lúc đấy ví dụ như em không muốn gia đình biết thì em chối? Cái lúc này mà em mà giấu thì chị em sẽ thắc mắc là tại sao cứ dẫn về nhà hoài, không cho dẫn về nữa thì sao?
Nếu mà người ngoài nhìn vô chắc là biết là trên cái mức bạn bè. Là kiểu chỉ có hai người quấn quýt với nhau thôi. Dạ đúng rồi. Chứ em cũng không có đi chơi gì luôn á, là cứ chơi thân cùng một bạn đấy thì tất nhiên là ai cũng phải nghi ngờ. Ủa sao người ta không nghĩ là hai người bạn gái thân ta? Thân quá mất. Rồi cái dòng mà có tình yêu là có hai cái cử chỉ thân, thương yêu, chăm sóc những cái người ta thấy. Nhìn ánh mắt không chị? Nhìn ánh mắt người ta hiểu luôn á. Cái tình bạn á, hai chị em bạn gái chơi với nhau nó khác. Cái tình yêu hai người gái đi chung với nhau nó khác. Những cái quan tâm chăm sóc nhỏ như nhưng mà những người thân mình để ý là nhìn sẽ biết. Hôm đó là hôm sau là sinh nhật của bạn em. Thì là cái ngày hôm đó là gia đình biết chuyện luôn. Nhưng mà em có hứa với bạn em là em sẽ đưa bạn em đi biển. Nhà em biết chuyện thì ba mẹ em cấm không cho đi nữa. Em mới nói là thôi cho con đi một ngày nữa thôi, con gặp một lần nữa thôi rồi con không có gặp nữa. Thì ba vẫn cứ kéo xe lại, ba không cho đi. Nhưng mà em vẫn cố, em cứ xin như vậy đó, em đi. Nhưng mà khi em đi là em tắt điện thoại, em không có cầm tới điện thoại luôn. Đi thì một ngày một đêm mà chị. Qua ngày hôm sau, cái lúc mà em đang đưa bạn về rồi thì em mở điện thoại lên thì em vô tình em thấy tin nhắn của chị em á. Mẹ bị bệnh rồi. Trước cái lúc đó là em đã có cái suy nghĩ là bây giờ về không có được quen nữa, hay là mình có nên nhảy xuống phà cắt lái không? Tại lúc đó là hai đứa đang trên phà luôn. Em buồn tới cái mức độ mà em suy nghĩ là nhảy phà luôn á. Thật, em buồn lắm. Còn phải suy nghĩ là mình nhảy phà rồi, giờ không biết giờ nhà sao. Thì sau cái lúc là em xem điện thoại thì em nhận được cái tin nhắn đấy. Chẳng suy nghĩ gì được cả, gọi điện thoại về ngay luôn, kêu là nói mẹ là em đang về rồi. Vừa rồi là em phải chia tay rồi. Tụi em có quen lén được 7-8 tháng đó. Vậy có nghĩa là cái lý do chia tay không phải là vì áp lực từ bố mẹ em? Cái phần chính là do tình cảm của hai đứa. Vừa rồi lý do vì sao em quyết định cắt tóc ngắn? Em quen bạn này thì kiểu như là nói với em là nếu mà tóc ngắn thì có thể là gia đình sẽ dễ chấp nhận hơn. Em không bao giờ em suy nghĩ tới cái chuyện là cắt tóc ngắn luôn. Nhưng mà tự nhiên từ từ, giống như tự nhiên em sợ mất bạn ấy, nên là em mới cắt tóc để cho giống như là hai đứa đi chơi ở ngoài á, bạn có thể tự tin hơn để đi với em. Chứ để ví dụ như giờ mình để tóc dài, hai đứa tóc dài thì nhiều khi những cái cử chỉ mà yêu thương á, em ngại ngại. Làm nhiều khi người ta cứ ôi hai đứa tóc dài tự nhiên nó lại ngồi ôm nhau. Đó em ngại là ngại vì như vậy. Ủa thế là lạ chị ha, tại vì mình đã từng nói chuyện với hai bạn đều tóc dài mà rất là thoải mái để cử chỉ thân mật với nhau, chị nhớ. Nói chung mọi người mới khác. Nhưng mà ở dưới em người ta rất là để ý những cái đó anh. Ví dụ như bây giờ đi, em đi ngang qua thôi là những người bắt đầu người ta quay á, qua luôn nha, mà bắt đầu người ta vẫn quay còn người ta nhìn. Nhưng mà em cắt tóc ngắn thì em tự tin hơn, đúng không? Dạ đúng. Khi mà em đi với lại bạn gái của em. Với lại khi mà em được cắt tóc á, không có cái nào mà có thể diễn tả được, nó sung sướng như vậy. Nó sung sướng đúng không? Đúng rồi. Trở về thật đúng con người của mình. Dạ. Nhưng em mà không mong muốn. Hồi đầu á em không cắt ngắn như vậy đâu. Em cắt tém trước. Cái em mới nói mẹ chứ. Anh này anh cắt tóc xấu mẹ. Con đi sửa lại. Hai em sau em sửa ngắn một chút xíu nữa. Cái đúng một tuần sau là em cắt ngắn luôn. Xong mẹ có nói gì không mẹ? Mẹ chỉ hỏi em là sao mà cắt ngắn thế. Còn bố của em thì sao? Ba em thì mất trước khi em quen bạn này 3 tháng. Rồi sau khi em thay đổi cái ngoại hình đó thì em có cảm thấy cái điều gì mà Mai đối xử khác với em? Có nghĩa là Mai cảm thấy thoải mái với em hơn hay là vẫn thế? Em thì thấy là tình cảm từ hồi đó giờ Mai vẫn vậy, Mai vẫn thương em. Nhưng mà có điều em thấy bản thân em hơi bị khác. Giống như là tự nhiên mình như vậy cái xong rồi cái bản tính mình càng ngày càng giống con trai. Em thấy em nóng tính với bạn hơn. Nhưng mà sau chương trình này thì không nóng tính nữa. Ủa? Sao? Có cái động lực. Tại vì hồi lúc trước thì em chưa có muốn công khai em với bạn. Mà khổ lắm, cứ mỗi lần mà đăng hình lên Facebook công khai cả là hai đứa cãi nhau. Giống như bạn ấy nghĩ là giờ công khai bạn không sợ gì nữa. Bắt đầu bạn ấy kiếm chuyện với em mà. Còn bây giờ thì lên chương trình này coi như là bây giờ mọi người biết hết rồi. Không còn gì phải giấu nữa. Đăng lên Facebook mình có thể mình xóa. Lên chương trình là không thể nào xóa được. Rồi hai người ở xa nhau như vậy. Và ban nãy em có nghe nói là Mai là người chủ động đi xuống thăm em. Dạ đúng rồi ạ. Em cũng muốn một lần đi xuống để thăm ba mẹ bạn. Nhưng mà do là em bị say xe lắm. Thường thường em đi từ nhà lên Sài Gòn không mà đã say xe rồi. Nên là em bảo là đợi khi nào kinh tế nó ổn định có thể là em sẽ về đi bằng máy bay. Bây giờ hai bạn vẫn ở xa nhau như vậy? Dạ, tụi em vẫn ở xa nhau. Khi nào mà cảm thấy nhớ hoặc là trường hợp mà hai đứa cãi nhau ấy, thì em mới vô thăm. Có suy nghĩ bao giờ hai người muốn ở chung với nhau không? Dạ có rồi chị, có ở chung rồi. Thì hồi lúc tụi em ở chung nhưng mà do là cãi nhau lại bắt đầu tách ra. Hai đứa em cãi nhau suốt à, nhưng mà không thể nào bỏ được.
Cãi là cãi về những cái chuyện vu vơ hay là có gì nghiêm trọng không em? Thì em đặc biệt rất là ghét người nói dối. Mà bạn hỏi cái là bạn nói dối em à? Mà nhiều khi bạn nói chứ có chuyện nhỏ cũng xé to, nhưng mà đó vẫn đối với em vẫn là nói dối. Nói dối riết là bị quen. Đúng rồi, em không chấp nhận được. Ví dụ như là kêu là chứ em đi tắm, em để điện thoại em phòng, nhưng mà thật ra bắt đầu đi ra ngoài chụp hình rồi này kia các kiểu, chụp hình xong bắt đầu còn khoe em đó chứ. Khoe là quên, là hồi nãy nói là đi tắm. Em chẳng hiểu, nhưng mà là vô tình là em bị biết luôn. Nói dối những cái mà nó buồn cười lắm, nhưng mà em vẫn mực. Có nghĩa là em nghĩ là không việc gì phải nói dối, muốn cái làm gì đơn giản ta sao mà phải ví dụ đó em đi ra, giờ em đi chụp hình nha, mà nói vậy thì không được, đang nói chuyện mà nói đi nhưng chụp hình thì bị vô duyên. Có một lần á, bạn ấy đi vô tường của người yêu cũ, bạn xem mà sao biết? Nó có cái lịch sử tìm kiếm á, em chụp màn hình lại, cứ 2 ngày vô xem lần. Mà trước lúc đó thì em có hỏi về câu là lâu nay có vô tường người yêu cũ không, hay lâu nay có nhớ tới không, kêu không. Đương nhiên người ta không nói vậy, chứ lấy giờ người ta nói này mới vô coi xem hôm qua, bạn này nói thiệt thì sao em buồn. Nó bắt buộc những cái tình huống đó là phải nói dối rồi. Không phải đâu chị, em chịu đựng rất là giỏi luôn. Chỉ cần thương em thôi. Bất cứ chuyện gì cũng được, nói thật là được. Chỉ là vậy là cái quá khứ đó lúc nhiều khi nó là một cái kỷ niệm. Mà cái kỷ niệm nó thật sự nó rất là khó quên. Chứ nó thật sự. Thật ra là mình cũng thông cảm là thỉnh thoảng người ta cũng nhớ về cái kỷ niệm. Cái đó thì bình thường thôi như mà. Vậy là em thấy cái chuyện đó nó cũng không có gì phải nói dối đâu. Tại vì bây giờ em nha, ví dụ em có quen một người yêu, em với lại người yêu cũ của em vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau bình thường, hỏi thăm những chuyện rất bình thường. Thì bây giờ mình có thể là mỗi người mỗi tính khác nhau. Không, nhưng mà ý nó là mình trung thực với nhau nó vẫn hay hơn. Chứ không chứ nếu mà mình giấu á thì họ lại nghĩ là chắc mình có cái gì đó lén lút mình mới phải giấu. Không, em là em bị ám ảnh á. Tại vì cái người cũ á, em cũng từng nói câu đấy với bạn đó rồi, nhưng mà vẫn bị bạn cắm sừng. Cho tới tận bây giờ nói chung là em cứ hay đề phòng. Em rất là sợ luôn. Có thể kể là kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa gặp nhau như thế nào? Gặp ở đâu? Lúc đó là tụi em đang quen nhau trên mạng thôi. Em cũng không có định là vào gặp bạn sớm như vậy. Tự dưng hôm đó bạn ấy giận em. Thế là em lại phải bắt xe vô Sài Gòn. Mới một tuần thôi. Thì bạn này từ Đồng Nai qua Sài Gòn thì tụi em gặp nhau. Bạn ấy đi trên đường thì cứ nghĩ là em chắc là bọn lừa đảo lừa bạn ấy vô khách sạn để bán cái này kia. Sợ em hay bị nghi ngờ những cái vấn đề như vậy. Em thắc mắc, nó không đẹp gái, tại sao nó thích mình? Em đặt cái dấu hỏi, em sợ. Dạ đúng rồi, em bảo có khi nào qua bên đó cái xong mà bắt đầu nguyên một bọn nó ở trong đó, bắt đầu nó ùa đó, nó bắt mình luôn. Nhưng mà bà này bạn có nghi ngờ em. Thì em cũng sợ chứ, tại vì em vô đó có mình. Mà lúc mà bạn ấy gõ cửa mà bạn ấy không có gọi em ấy, em cứ sợ thanh niên ở trong khách sạn này kia gõ làm phiền em ấy. Cho nên em cũng run, bạn ấy run một thì em run tới 10. Nhưng mà khi gặp nhau rồi có sợ nữa không? Em vừa mở cửa ra phát, bạn trùng chăn bạn nằm. Bạn nằm bạn không cả tiếp em luôn. Bạn không nói chuyện em luôn. Sao vậy cưng? Em ngại vậy tại vì lần đầu mà tự nhiên mình quen con gái rồi mình lại gặp mặt ở ngoài này kia. Ngại. Rồi hai người có gì không? Ủa nhưng mà ngại mà sao vào khách sạn ta? Chứ bây giờ hẹn nào giờ ở dưới xa lên mà chứ là hẹn đó rồi, bạn phải nghỉ á, phải nghỉ ngơi á. Thì nghỉ ngơi mà. Mình hẹn ở một cái, ví dụ mình gặp nhau ở ngoài trước đi. Nhưng mà đang mệt, tâm trạng đi xa quá xa mệt là book khách sạn rồi, hẹn đến luôn. Đúng không cưng? Dạ đúng. Hay rồi, là tại có nghĩ gì trong đầu? Hoặc là mình hẹn ở bên dưới cái sảnh khách sạn á, mình ngồi ở dưới đó mình đợi. Chứ đâu có cần thì mình phải lên phòng ngay đâu. Không, đúng em không? Lúc nó an toàn hơn. Em có đề nghị với bạn, nhưng mà thật ra là em không có ý gì cả. Ở xa thì nghỉ ngơi đi, lên trên đấy nó cũng riêng tư đó. Tại vì nhiều khi sợ ở dưới người ta dòm ngó, hoặc ra quán cà phê người ta cũng dòm ngó. Thì cái hồi lúc là em vẫn còn để tóc dài mà. Rồi gặp nhau có gì không? Em thấy bạn mới chụp chăn thì bạn em mở tivi thì bạn ấy lại ngồi dậy bạn tắt tivi đi. Cái xong rồi cái bạn ấy mới bật đèn xanh cho mình, nắm tay. Nắm tay để lấy lại cái remote. Em mới bảo gì á, sao nắm tay vậy? Thì kêu là giống như sợ như là ở trên tình cảm thì mình nhìn mình thích như vậy, nhưng mà khi mà ở ngoài đời thì lại không phải là đó là cái cảm giác yêu á, nên là bạn mới thử như vậy. Nhưng mà lần đầu thì tụi em gặp trong sáng lắm, không gì cả. Ôm với lại nắm tay thôi. Tình yêu trong sáng mà. Trong sáng. Rồi lần gặp thứ mấy thì mình trong tối em. Trong tối là sao? Trong tối là sao? Thì lần gặp đầu tiên thì trong sáng, rồi lần nào thì trong tối. À, là ý tôi muốn hỏi cái vấn đề kia kìa. Hình như là thứ ba hả nhở? Lần thứ ba chị ạ. Thứ ba. À, chủ động chứ? Em. Anh Tuấn thích cái vụ này lắm nên chuyện hỏi dùm. Em. Nhưng mà em chủ động nhưng mà em lại không dám. Giống như mà là sao chủ động mà không dám là sao? Mình ngứa miệng á, cái mình mới gạ. Nhưng mà thật ra là ủa ngại. Em, cho em xin lỗi nha, nhẹ phải ngứa tay với sao mình ngứa miệng không nhờ? Em hay bị ngứa miệng hơn ngứa tay. Giống như mình gạ bằng qua xem cái thái độ người ta ra sao đã. Em gạ sao?
Ủa sao chị bảo em thích mà chị hỏi kỹ không gì? Chị phải hỏi giùm cho em chứ. Em không tại có vì hỏi em đang chờ người qua. Tính chuyện hay giúp người giúp cho chó. Giống như em hay hỏi bạn là biết cảm giác hôn thế nào chưa? Đã từng thế này thế kia chưa? Bạn kêu chưa thì em muốn biết cảm giác không? Thì là em gạ từ đầu. Còn cái vấn đề kia, vấn đề đoạn sau, hiểu không? Đoạn sau đâu có nó quạch tẹt được. Khi mà người ta đồng ý cái đoạn đầu rồi thì làm luôn cái đoạn sau. Nhưng đoạn sau là không ai hỏi, ai mà hỏi đoạn sau chưa? Chứ tiên hỏi là em muốn vậy không? Ai hỏi vậy kỳ? Su. Giống như là em thì cái việc hôn nhau. Em sao đấy, em đang sao? Đây. Em bình thường. Bây giờ chị đóng dây người yêu em đi. Bảo là ví dụ mình hôn nhau. Nhưng mà em hỏi này. Ví dụ như mà em chưa gặp nhưng mà em bảo là em ơi, em có muốn mình gần gũi nhau không? Được, đây là hỏi như này. Dạ không phải lần đầu tiên nhưng mà nếu mà em muốn gần gũi bạn đó thì em bảo là em ơi, em có muốn mình gần gũi nhau không? Anh có thấy gì nhầm không? Anh có thấy gì nhầm không? Anh nghĩ không, tại vì mình cũng gặp nhau lần thứ 3 rồi mà em. Em thấy thì sao? Kiểu như tụi em thì cứ giống như còn nhỏ ấy. Đúng rồi, người ta còn nhỏ. Đúng rồi. Nên là em nói cho nó với chị chứ mừng khẩn nè. Đúng rồi. Chị còn đang khẩn. Ủa vậy hả? Chị có chồng có con là chị còn khẩn nè Tuấn. Em thấy từ gần gũi nó dễ thương mà ta. Thì dễ thương, chị đâu nói là không dễ thương đâu. Nhưng mà nhiều người cái tính tình người ta rụt rè, hiểu không? Em sợ phần là lỡ tự nhiên mình đang nằm chung rồi mà mình hỏi được có muốn gần gũi không, thế là quay ra cái câu này chưa đủ gần nữa chứ. Em sao biết sao không? Anh Tuân là anh trải qua cái vấn đề đó quá bình thường. Dạ. Hiểu không? Dạ. Còn em nói những cái bạn này lại khác. Đúng rồi. Chị nói mình kiểu em từ như từ kiểu em ăn chơi lắm ý. Em cũng vừa đâu có. Không phải là em ăn chơi mà em có tình yêu. Mỗi người có tình yêu, những cái em lại lãng mạn cái vấn đề đó hơn. Và em xem cái vấn đề đó rất là bình thường. Có những người ta lại rụt rè cái vấn đề đó. Hiểu không? Vậy thôi. Rồi cái lần đầu tiên của Mai nhá. Sau đó em có cảm thấy là ok, mình chấp nhận tất cả mọi thứ từ Âu. Em cảm thấy thật sự thoải mái với nó không? Rồi em thoải mái. Thoải mái với nó, dạ. Đúng không? Rồi sau đấy em xem bản thân mình có phải là một người có giới tính hoàn toàn không? Có cái xu hướng tình dục hoàn toàn là nữ không? Hay là một người là gọi là bisexual luôn? Em nghĩ là nữ thôi. Tại vì trước đó bạn quen con trai trong sáng. À. Ủa gì nữa hả? Chưa bao giờ trong tối luôn. Bạn ấy cứ nói là bạn ấy bị em bẻ cong. Thật ra thì thế anh thấy là không ai bẻ cong ai được bao giờ. Mình phải có sẵn rồi nhưng mà mình chưa đúng cái đối tượng, mình bộc lộ ra thôi. Chứ nếu em không có cái giới tính bẩm sinh thì không ai bẻ cong em được. Không nếu có như em thật sự là một người gọi là sự. Gái thẳng đi. Ừ, gái thẳng thì một người con gái khác tiếp cận em ở một cái xu hướng gọi là yêu nhau ấy, em sẽ rất là ngại. Chị em không có người ta giữ khoảng cách liền luôn. Đúng anh. Rồi, người ta ngại lắm. Còn này là tự em, động tới. Em hơi nghiêng rồi. Xong rồi người ta mà em không thấy em, cái em không biết em thôi. Câu. Muốn check lại một lần nữa thì nếu mà gặp người đàn ông đúng cái mẫu người em thích, em có cảm tình không? Nếu mà gặp một người mà gọi là đẹp đẹp thì chắc là em cũng sẽ thích, nhưng mà không có gọi là tình yêu kiểu giống như bạn. Vậy là em đã có, vậy là em đã có cái giới này rồi chứ đâu phải là con cái 100% đâu. Ủa Mai, rồi khi cả hai người luôn nhá, em có trải qua cái biến cố hay là khó khăn gì không? Biến cố mà không quên được thì em nghĩ là chắc là cái lần bạn ấy có suy nghĩ dại dột. Lần đó thì tụi em cãi nhau ấy, xong rồi em chỉ nghĩ là cách đó để níu kéo bạn thôi. Lúc đầu thì em chỉ uống khoảng 10 viên thôi. Lúc đó cũng nóng tính, em cũng muốn kiểu hù bạn ấy, cho nên em uống thêm nhiều nữa. Thì chắc đó em uống tầm 3-40 viên. Trời. Kiểu như là bạn ấy uống xong bạn ấy gửi clip qua cho em. À quay lại lúc dạ, uống. Dạ đúng rồi, lúc uống 10 viên á là có quay qua gửi cho em. Thì miệng thì nói là đừng có dùng cái cách đấy để níu kéo xưa rồi. Nhưng mà trong lòng của em thì lại lo lắng, em lại chạy xuống đấy. Hai người nói qua nói lại thì bạn ấy lại cầm dốc thêm, uống thêm uống trước mặt em luôn. Dạ. Em cản lại không kịp. Nó một phát là uống là xong luôn. Cái xong rồi cái đến lúc em bắt đi bệnh viện á thì không chịu đi. Tại vì thấy cái lúc này chưa có sao cả nên không chịu đi. Đêm bạn ấy bị nôn. Nôn với lại mặt xanh xao. Nói chung là không thể ngồi dậy nổi. Dạ. Lúc nào cũng nôn liên tục luôn. Nên là em sợ ấy, em bắt bệnh viện nhưng mà bạn lại không chịu đi. Ôi. Cứ bắt đi mãi nằm đâu có ngủ được đâu. Tới 4 giờ sáng em chở đi bệnh viện. Là 4 giờ sáng luôn. Đi lên thì bác sĩ hỏi là sao không chở đi sớm hơn. Dạ. Ồ. Là nó bị ngấm luôn. Nguy hiểm quá nha em.
Tại vì em không chịu đi là tại lúc đó là em đã ói rồi á. Em nghĩ là khi mà mình ói ra thì cũng đỡ một phần nào rồi. Cho nên cái lúc mà sáng của em tới đó thì thuốc nó ngấm hết vô rồi, không có giải độc được nữa, là chỉ uống thuốc để mà giải trừ độc gan ra thôi. Ủa em mà cái đợt đấy cãi nhau vì chuyện gì mà nó lại nghiêm trọng đến như vậy? Lâu rồi không nhớ nữa, nhưng mà thường lúc đấy em có thật sự là muốn kết thúc mối quan hệ này không? Không, chẳng bao giờ. Em hỏi lúc nào em cũng sợ mất bạn cả. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà em buồn bực á, em không muốn nói nhiều thì nên ngưng, đừng có nói chuyện nữa. Mà bạn thì bạn lại cứ nói, nên là càng nói mình lại càng bực. Mà nói những cái mà giống như khiêu khích mình á. Thì bạn ấy nói với em một câu là không có em bạn không sống nổi. Em thì mạnh mẽ vậy thôi, nhưng mà khi mà nghĩ tới cái lúc mà hai người phải dừng lại ấy, em chưa bao giờ dám nghĩ tới luôn. Chưa bao giờ dám đặt cái suy nghĩ đó luôn. Rồi gia đình hai bạn em biết nhau chưa? Dạ, bên nhà em thì biết bạn Mai rồi. Tại vì em có đưa bạn Mai về nhà em nhiều lắm. Còn bên nhà bạn thì em chưa có tới á, nên là gia đình bạn chưa biết em. Nhưng mà có mấy lần con video với bạn á thì có nói chuyện với lại mẹ của bạn. Để gia đình Mai chưa biết em với Mai yêu nhau hả? Dạ không, biết rồi. Hồi lúc Mai có nói rồi, nhưng mà em nghĩ là do là gia đình không muốn đề cập tới. Hồi lúc đầu á thì kêu là mày bị điên hả? Đòi đi cho chữa bệnh đủ thứ. Em cũng thế nè. Gia đình em cũng cho em đi chữa bệnh đủ thứ. Nhưng mà em bảo đó đâu phải cái bệnh đó mà chữa được. Nếu mà bệnh chữa được thì trên đời này lại không có thế giới thứ ba. Gia đình anh cũng vậy. Không thể nào gọi là bệnh được. Chị Chi chưa biết đâu, lúc trước mẹ em cho em đi bác sĩ tâm lý. Xong rồi ông bác sĩ tâm lý đi dê em. Ông bác sĩ đi kiểu giờ dẫm người mình quá trời luôn. Xong rồi em ra em kể cho mẹ em sợ quá, mẹ em không dám cho đi nữa. Cho tới tận bây giờ luôn, mẹ không có phản đối, nhưng mà mẹ vẫn chưa hẳn chấp nhận. Nhưng mà khi mà bạn Mai tới nhà em thì vẫn vui vẻ bình thường. Rồi hai người ở với nhau 1 năm 4 tháng rồi, có cái tật xấu nào nghiêm trọng mà mình bảo là đối phương sẽ phải thay đổi để mình kéo dài được mối quan hệ này không? Em nói trước đi. Nói trước đi. Em mong muốn bạn bớt lười đi. Mỗi lần bạn nhờ em làm cái gì em sẵn sàng. Nhưng mà mỗi lần mà em nhờ bạn là bắt đầu khó, rất là khó luôn. Không chỉ làm liền đúng không? Đúng rồi, hoặc là những cái việc mà đàn ông em làm. Em cũng làm chứ. Em cũng làm chứ, em làm gì ạ? Em giặt đồ rửa chén đó. Rồi em có muốn bạn này thay đổi gì không? Bạn này thì nóng tính lắm, cho nên nếu mà thay đổi thì em muốn bạn này bớt nóng tính lại. Tại vì mỗi lần em cảm thấy hai đứa cái chuyện cãi nhau thì nó không có gì hết, nhưng mà bạn ấy cứ làm quá lên. Rồi lúc mà cãi nhau bạn ấy cứ bảo em là im đi đừng có nói, mà trong khi đó em không có sai cũng phải im lặng. Đâu có biết được khi nào bạn ấy bắt chuyện lại với em đâu. Lúc nào em quay nhắn tin mà em nhắn thì bạn ấy lại chặn Facebook em, chặn số điện thoại, chặn hết nhá. Em không liên lạc được. Thế giờ mình không muốn nói chuyện, nhắn tin không thôi, mình thèm đọc, mình trả lời thôi, nhưng đừng chặn. Làm cho người ta nghĩ là giống như là cắt đứt luôn hẳn. Cái chỉ là chặn không cho nhắn tin, và khi nào muốn nhắn tin lại mở ra. Thế thì bây giờ mình đừng đọc nữa. Ví dụ cho anh một tí nhá, ví dụ mà người yêu của anh á gửi tin nhắn cho anh không mà nhìn lúc nữa bực quá thì không anh nhìn. xóa là khó nhìn anh nào? Xóa là anh không có thấy được cái gì nữa, làm kiểu mình không thấy nữa rồi, mình sẽ không phải khó chịu với những cái từ ngữ đó. Em sợ bạn ấy bị cái gì á. Em chặn người ta bị gì còn hơn. Đúng, em chặn người ta bị cái gì. Em không biết người ta nhắn gì cho em. Vậy là em sai. Này cầu cứu em gì, thí dụ không, chị nói thật sự đó. Có nghĩa là em không muốn đọc những cái từ đấy thì em cứ xóa tin nhắn đi, còn người ta cần người ta gọi thì em cứ nghe xem có gì không, nghe có chuyện gì không. Còn nếu như em thấy người ta vẫn nói chuyện một cách nóng tính ở trong điện thoại thì mình có thể tắt điện thoại, mình để đó, nhưng mà mình biết là người ta đã an toàn rồi. Em sẽ rút kinh nghiệm. Em có nguyện vọng gì mà muốn gửi đến gia đình không? Điều mà em mong muốn nhất là được gia đình chấp nhận. Gia đình mình mà không chấp nhận mình thì xã hội người ta cũng sẽ không chấp nhận mình được. Đã xã hội người ta, thí dụ người ta đã không yêu thương mình rồi, cái điểm tựa lớn nhất của mình đó là gia đình, mà gia đình không chấp nhận nữa thì không còn cái gì mà để mà có cái sự an toàn cho mình. Dạ đúng rồi. Dạ còn em thì hy vọng là sau khi mà chương trình phát sóng mà ba mẹ em hoặc là người thân của em có xem được chương trình thì hy vọng là họ tin là những thời gian qua những điều em nói là thật, và em đang quen một người cùng giới với em, và không có nghĩ là em bị điên hay là bị bệnh tâm thần hay là cần phải đi khám này kia. Mà thực sự ra cái vấn đề này Khánh Chi cũng chia sẻ luôn là cái giới tính nó bẩm sinh trong người, không ai bị bệnh hết. Và nếu như mà có bệnh thì phải có thuốc chữa. Không có viên thuốc nào mà chữa cái giới tính của cộng đồng LGBT. Trong đó tất cả mọi thứ nó đều là phát sinh tự nhiên và bẩm sinh. Nên là mọi người hãy yêu thương và chấp nhận cho những tình yêu mà của các bạn. Và thay mặt chương trình là chị chúc cho hai em được nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và trong tình yêu.